Tin giáo sứ Phụng Phan Sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, cha phê Tạ Văn Đức, quản hạt Lạc An đã long trọng dân thánh lễ Chúa Thánh Thần hạ xuống, khai mạc ngày chầu mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường tại giáo sứ Vọng Phan, giáo hạt Lạc An. Đồng tế trong thánh lễ, có quý cha trong giáo hạt Lạc An và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo sứ cùng hiệp dân thánh lễ. Đúng 6 giờ 30, đoàn trống rước đoàn đồng tế từ nhà xứ hân hoan tiến vào ngôi thánh đường hòa với lời ca tiếng hát của ca đoàn giáo xứ trong phần chia sẻ lời chúa cha du xe nguyễn hồng ánh chánh xứ cảnh lâm đã nói lên tâm tình vui mừng của ngày lễ hôm nay giáo xứ võng phan của chúng ta được vinh dự trầu thánh thể chúa thay cho giáo phận cùng với toàn thể hội thánh chúng ta long trọng mừng lễ chúa thánh thần hiện xuống Chúa Thánh Thần có vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ trong đời sống giáo hội mà còn quan trọng trong cả đời sống đức tin của mỗi người chúng ta nữa. Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn hoạt động trong cuộc đời của Chúa Giêsu, kể từ lúc người thành hình trong cung lòng Đức Maria cho tới khi trên đỉnh đồi Golgotha, -Gô sau khi Chúa Giêsu sống lại về trời, Chúa Thánh Thần hằng hoạt động hướng dẫn hội thánh. Ngài làm cho giáo hội hiệp nhất ngài hiện diện trong các vị lãnh đạo trong giáo hội cũng như có mặt ở các nhóm giáo dân. Trong ngày hôm nay, chúng ta cầu xin được tràn đầy Chúa Thánh Thần và để có được ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta cần đến với Chúa Giêsu, sống gắn bó với Chúa Giêsu bằng đời sống cầu nguyện, siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể. Nguyện xin Chúa Giêsu phục sinh ban cho tất cả mọi người chúng ta tràn đầy Chúa Thánh Thần. Sau Thánh lễ, cha quản hạt Lạc An đặt mình Thánh Chúa để mọi người tiếp tục chào Thánh Thể đến 15 giờ. Mỗi giáo sứ trong giáo hạt được mời tham dự 45 phút cho mình Thánh Chúa để nói lên tình hiệp thông trong dân phận.